Thôi, bye bye ngôi nhà đầu tiên. Không phải ngôi nhà đầu tiên, nhưng mà ngôi nhà này á, lúc mua á, là vẫn đang xây, chỉ có cái nền thôi. Nhưng mà hôm nay là ngày, còn 2 ngày nữa sẽ rời cái ngôi nhà này, sẽ di chuyển về tiểu bang Maryland ở, nên đi quay phim một vòng. Đây là thường thường gọi là cái phòng này gọi là cái phòng living room, hoặc là cái phòng gọi là library room á, cái thư viện, thường người ta để thư viện sách rồi làm cái phòng khách luôn. Ok, còn đây là cái phòng này gọi là cái phòng formal dining room, là gọi là cái phòng ăn, mà cái phòng ăn mà để đãi tiệc nghiêm chỉnh á. Còn đây là có một cái toilet cho khách. Đây là cái một cái chỗ để trao áo cho khách. Còn đây là cái phòng này là chứa mấy cái lỉnh khỉnh, giống như là hệ thống điện internet này bắt vô đây. Đây là nhà bếp, còn cái giữa này gọi là cái island đó, nhà bếp. Còn cái này là cái dining, cái chỗ mà ngồi ăn thôi á. Còn đây là cái phòng này, là cái phòng office nè, hồi xưa hay chuyên môn ngồi làm việc đây, rồi everything ở chỗ này. Còn đây là một cái phòng khách, một phòng cái phòng ngủ cho khách, có full bath, có đầy đủ hết, đầy đủ phòng tắm, toilet. Còn đây là cái gọi là cái walk in closet. Đây là garage đó, đây là garage. Thì em thì bây giờ rất là trống trải, giống hồi xưa lúc mới mua vô. Đây là cái fireplace này á, không có đốt củi thiệt nhưng mà đốt giả thôi, chủ yếu là đốt ga, nhưng mà cũng ấm, rất là ấm. Lên trên gác, lên trên lầu, second floor. Thích cái nhà này khi đi vô cái cầu thang lên lầu nằm ở bên trong đó. Cái này thường người ta gọi là cái chính giữa, gọi là cái chỗ family activity hay là entertainment center, để mấy cái tivi ở đây. Đây là một cái phòng, cái phòng này thường ông già hay lên, ông già hay lên ông ngủ ở đây nè, gọi là phòng, rồi mấy đứa nhỏ nó gọi là phòng ông nội đó. Đó, gọi là cái phòng của ông nội. Đây cũng là một cái full bath luôn, phòng này có một full bath đầy đủ hết nha. Rồi đó, walk in closet. Đây là phòng giặt, gọi là phòng phòng giặt đồ, tất cả mọi thứ. Đây là 2 máy giặt đó. Còn đây gọi là master bathroom thì ở đây thường người ta kê một cái ghế, người ta gọi là sitting room. Mở lên cho sáng tí. Đó, sitting room.
Ở đây được cái là cái view nhìn ra rất là đẹp, nhìn xuống rất là đẹp. Tại vì cái đất này nó cao hơn những cái đất nhà xung quanh. Đây cái phòng tắm này nhìn nhìn ra cũng cái view cũng rất là đẹp. Đó. Cái chỗ này cũng gọi là walk in closet luôn, nhưng mà bự hơn cho cái phòng master bedroom, rất là bự. Đây là phòng tắm đứng. Đây là cái bathtub đó. Trong đây là có một cái toilet. Hãy chạy vô tắt cái điện cái. Đó, nhìn xuống cái view nhìn xuống từ bathtub rất là đẹp. Từ bathtub. Đó. Bathtub nhìn xuống, nhìn view xuống ở dưới. Đây là phòng đó. Master bedroom. Người ta gọi là master bedroom suite. Đó, hệ thống máy lạnh này nọ để ở trên hết. Bữa nay cái hôm qua cái tụi nó mua đồ nó lấy đi cái cây lên đây không có thấy ở trên đó. Đó, đây trong đây là một cái hồi xưa hai cái phòng ngủ của Peter nè. Hai phòng ngủ của Peter. Cái phòng ngủ này thường thường cho mỗi thằng phòng Peter với lại Philip. Toàn toán đó. Toàn nhưng mà cuối cùng ba anh em nó không có thích ngủ riêng, ba anh em thích ngủ chung đó. Cái phòng cũng nhìn ra cũng view cũng rất là đẹp. Thường thường hay làm việc ngồi đây nè. Khi mà 2 năm vừa rồi work from home á là ngồi đây làm việc nhìn ra cái cửa này. Họp hành. Đó, đây cũng có một cái walk in closet. Cái người mua nhà họ tới đây họ rất là thích. Rộng rãi. Phòng này là phòng của Peter. Peter nói phòng Peter nhưng mà Peter cũng không có nằm được mấy lần. Tại ba anh em Peter, Philip với Paul thích là nằm nằm chung. Giỡn. Đây à. Rồi phòng này là phòng của Philip hay là Toàn gì đó. Thường hai Toàn Toàn với Toàn hay nằm đây. Nhưng mà cũng không có nằm nhiều lắm. Chưa tới 20 lần. Đây cũng có một cái walk in closet rất là bự. Đây có một cái bathroom đầy đủ toilet rồi full bathtub luôn, đủ hết. Đó.